Em Bình chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 thì em Bình xin phép cập nhật nhanh cho các bác mấy mẫu xe mà hiện tại em còn đang bán tại cửa hàng để cho các bác chúng ta tiện theo dõi và cập nhật. Dạ vâng. Hôm nay em sẽ xin phép báo giá cho các bác và cập nhật nhanh tất cả các mẫu xe mà hiện tại em còn đang bán tại cửa hàng để cho các bác chúng ta cùng tiện theo dõi và tham khảo. Với giá trên thì là giá tham khảo và giá linh động các bác nhé. Trước mắt các bác đây là một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản số sàn máy dầu một cầu. Xe được sản xuất 2016 các bác nhá, tên tư nhân biển Hà Nội, màu trắng, nội thất đen. Chiếc xe này em đang chào bán với giá chưa đến 500 các bác nhá. Chưa đến 500, xe được sản xuất 2016, màu trắng, Pajero Sport. Về chất lượng xe thì em nói chung tất cả mọi người nhá. Em cam kết cho các bác là không kinh doanh xe lỗi và không kinh doanh xe đâm đụng gặp nước. Còn thì xe cũ nó xước sát hay là nó có những cái lỗi nhỏ nhặt nào đó thì cũng không thể nào tránh được. Bác nào thiện chí thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại em để phần mô tả để các bác chúng ta nhận được những cái giá ưu đãi. Về chất lượng xe bên em thì bên em luôn bảo hành cho các bác 1 năm về chất lượng xe. Cam kết cho các bác nếu như nhận xe hay là mua xe không đúng như mô tả thì sẽ nhận lại xe và trả lại đủ tiền cho khách hàng. Rồi, em đi tập trung vào chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport sản xuất 2016 số sàn các bác nhá. Số sàn máy dầu ạ. Xe thì còn khá là đẹp và mới. Chiếc xe này của em chạy hơn 8 vạn cây số các bác nhá. Nội thất đen. Đây, cho các bác nhìn ngó qua về cái nội thất của chiếc xe này. Còn khá là tươi và đẹp. Xịn. Số sàn nguyên bản các bác nhá. 7 chỗ. Màu trắng. Giá bán chưa đến 500 các bác nhá. Số sàn máy dầu 7 chỗ ngồi. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Rồi. Đây là chiếc xe Pajero Sport sản xuất 2016 các bác nhá. VSG này em bán rồi ạ. Em về thêm một chiếc xe gầm cao nữa này. Đây là chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 luxury sản xuất 2018 tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá chưa đến 800 các bác nhá, chưa đến 800. Rồi, tiếp tục đi sang bên này. Đây là Chevrolet Spark LTZ số tự động, xe được sản xuất 2015 tên tư nhân biển Hà Nội. Em bán nhô 200 một chút thôi các bác nhá. Số tự động ạ, xe cực đẹp, chạy 9 vạn xịn. Và em có một chiếc xe huyền thoại một thời đây, mới về hôm qua còn chưa cho kịp đi làm gì các bác nhá. Em bán hơn 100 triệu. Bác nào thích thì alo cho em này. Toyota Jay sản xuất 2005 bản GL. Dây GL mọi người nhá, chuẩn xe gia đình không dịch vụ. Em bán hơn 100 triệu rồi các bác. Cái chốt hãm đang hơi kêu tí các bác nhá, nhưng mà chân côn đẹp. Nội thất đẹp. Rồi, hơn 100 rồi các bác. Tiếp tục đây là chiếc xe Kia Carens. Kia Carens sản xuất 2014, đăng ký 2015, số tự động. Chưa đến 400 triệu mọi người nhá, hơn 300 triệu rồi các bác. Màu bạc, số tự động. Và em có chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2013 bản 2.0 2 cầu số tự động. Con xe này qua em làm clip chi tiết luôn mọi người nhá. Xe chạy hơn 8 vạn xịn, cực kỳ mới. Với tầm tiền chỉ có nhô 500 một tí thôi các bác, sở hữu ngay cho em chiếc xe này. Quá hợp lý luôn, thật sự mọi người, là riêng với chiếc Mazda CX-5 2013 này thì bấy nhiêu tiền nó là hợp lý các bác ạ. Nó chỉ có nhô 5 đồng một tí thôi các bác, sở hữu chiếc xe này em làm clip chi tiết rồi mọi người nhá. Clip chi tiết rồi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục em có chiếc Innova G sản xuất 2007. Em bán chiếc xe này với giá nhô 200 một tí các bác nhá. Nhô 200 một tí, cũng chuẩn xe gia đình, không taxi dịch vụ. Mazda 3 1.5 sedan sản xuất 2015. Em bán trên 400 triệu một tí các bác nhá. Mazda 3 2015 màu đỏ. Mazda 3 sản xuất 2019, xe chạy có 1 vạn thôi. Bản 2019 ghế điện mọi người nhá. Em bán chiếc xe này gần 600 triệu. Chiếc xe này gần 600 triệu. 2019 cực kỳ mới, chạy có 1 vạn thôi các bác. Như mới tinh luôn. Bác nào mà đang cân đối xe mới thì thích form dáng đời cũ này thì alo cho em nhé mọi người nhé. Rồi, tiếp tục. Cruy bán rồi mọi người ạ. Cruy bán rồi. Kia Soluto cũng bán rồi.
Em có một chiếc bán tải Navara L sản xuất 2018, tên tư nhân biển Hà Nội các bác nhá. 2018 trên 400 triệu. Hợp lý các bác. Màu nâu cà phê này. Màu nâu cà phê này cực kỳ đẹp. L mọi người nhá, biển 29H18958, biển Hà Nội luôn. Rồi. Navara L 2018, Suroto cọc rồi, bán rồi. Cruise bán rồi. Mazda 3 sản xuất 2015 trên 400 triệu. Innova G 2007 chuẩn xe gia đình các bác nhá, nhô 200 một tí thôi. Mazda CX-5 sản xuất 2013, những cái phiên bản này là 2.0 máy xăng số tự động 2 cầu các bác nhá. Nó là dạng nhập 3 cục nên là cái xe này nó cũng khá là đẹp nữa, nên là với tầm tiền nhô 5 đồng, các bác muốn mua xe gầm cao thì có thể cân đối sớm cái xe Mazda CX-5 này của em này, hợp lý mọi người ạ. Em nói chân thành với các bác, nó là giá một chiếc xe rất hợp lý trong với tầm tiền mà các bác đang muốn mong muốn bỏ ra nhô 5 đồng. Rồi, em sẽ đi quay chi tiết luôn cho các bác về cái chiếc xe Pajero Sport đây. Đó, màu trắng các bác nhá. Hay, đẹp. 7 chỗ đời cao, đời 26 nữa. Số sàn cũng ok. Gần 500 các bác nhá. Gần 500 triệu, đèn zin này, quá mới luôn. Vios này bán rồi các bác nhá. Vios bán rồi cho du hồ sơ rồi ạ. Innova G 2007. Các bác nhìn tay nắm này. Xe cực kỳ mới luôn. Nói chung là cũng chiếc xe này nó thuộc dạng là điểm 7, điểm 8 mọi người nhá. Đó. Máy dầu, xe được độ đề nổ start top rồi. Ở bác nào quan tâm chiếc xe nào thì cứ inbox trực tiếp cho em mọi người nhá. Rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.